Cơ quan khí tượng dự báo vào giữa tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía Nam. Khu vực Đông Nam Bộ sẽ có những đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống đến 20 độ và có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cụ thể, dự báo trong 10 ngày đầu tháng 12, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rải rác vài nơi với lượng mưa từ nhỏ đến vừa trong khoảng từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 12. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 12, thời tiết phổ biến là không mưa. Đến tuần giữa tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường xuống sâu phía Nam và tiếp tục khuếch tán dần xuống khu vực này. Gió mùa đông bắc trên khu vực Nam Bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực ít mưa, ngày nắng, đặc biệt có những đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất xuống đến 20 độ C ở khu vực Đông Nam Bộ. Trong tuần cuối tháng, gió mùa đông bắc phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo trong tháng sẽ có những đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất giảm nhiều trên khu vực miền Đông Nam Bộ, cho nên cần đề phòng thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.